Kính chào quý khách hàng gần xa trên toàn quốc. Trở lại với video của em Mr. Trump, thành phố Hải Dương. Thì trong buổi video ngày hôm nay, em xin được trân trọng giới thiệu tới tất cả các bác xem về một chiếc xe mà bên em muốn giới thiệu với các bác. Chiếc xe mang tên là Daewoo Lacetti. Chiếc này số tự động các bác nhá, bản nhập khẩu nguyên chiếc với form dáng rất là đẹp. Nước sơn bên ngoài là màu đen, nội thất bên trong nó là màu xám các bác nhá. Chiếc xe bản đủ bản Cedric đấy ạ. Có túi khí này đấy, và có cửa sổ trời này, la răng đúc nguyên bản này, la răng đúc nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây, ghế da zin nguyên bản, và bộ ghế da của xe thì vẫn còn rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy đây. Bộ ghế da vẫn là ghế da zin nguyên bản theo xe các bác nhá, và ghế của nó còn không bị lứt luôn này. Đây, ghế của nó không bị lứt luôn. Từ phần tắp ly tắp nô của xe nhìn rất là tươi nhá. Đây, nội thất bên trong của xe đẹp. Đây, chiếc xe bản Cedric số tự động. Đây, cần số tự động của xe đây. Bên cạnh cần số thì các bác có thể nhìn thấy là chiếc xe được thiết kế hệ thống điều hòa auto tự động, đúng không ạ? Đầu đài nguyên zin theo xe. Vô lăng tích hợp bàn phím, có túi khí nằm ở giữa vô lăng và có màn hình, có cửa sổ trời. Đây, đèn tự động, gạt mưa tự động. Phần tắp nô của chiếc xe Lacetti Cedric này nha, thiết kế ra thì các bác con nhìn thấy này. Đấy, nhìn rất là đẹp mắt luôn, phải không ạ? Chiếc xe đẹp với giá tiền hợp lý, chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác nhá. Hơn 200 triệu thôi. Dòng này thì nó tùy theo chất. Đấy. Có thể là chỉ 201, 202 các bác cũng có thể là mua được một chiếc xe giống như này. Nhưng mà chất lượng nó sẽ khác, đúng không ạ? Còn chiếc xe này của bên em thì nó sẽ là khác các bác nhá. Đây là một chiếc xe đẹp, một chiếc xe còn cứng. Đấy, cho nên là em sẽ bán giá cao hơn một chút so với lại những mẫu xe nát, những mẫu xe lỗi. Với cái mức giá ở cái mức độ tầm khoảng 240, 250 đối với cái mẫu xe này các bác nhá. Đấy. Chỉ với tầm tiền đấy thôi thì các bác có thể là mua được cái chiếc xe Lacetti Cedric bản số tự động. Đấy, form dáng đẹp như này rồi. Chiếc xe thì nó thứ nhất là được cái form dáng, đúng không ạ? Và thứ hai là đời cao. Và động cơ thì chỉ 1.6 cũng tiết kiệm nhiên liệu, chưa tới 10 lít trên 100 km. Mà chạy thì rất là sướng, rất là đầm và rất là chắc chắn trên cái mẫu xe Lacetti Cedric này nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, với nước sơn rất là bóng mượt luôn. Rất là bóng, phải không ạ? Rất là bóng luôn. Đèn pha xịn và còn rất là trong. Bây giờ thì em mời các bác xem phần hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài trước các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết để các bác ngắm về mẫu xe này. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân chính chủ và bên em thì đang chuẩn bị cho đi rút hồ sơ. Đăng kiểm của xe xem nào. Đăng kiểm của xe đến tháng 1 năm 2021 nhá. Tí em sẽ quay các bác xem phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Mời các bác chú ý xem và xem hết video để cảm nhận về chiếc xe này bên em. Các bác đúng chân thì các bác hãy xem kỹ và gọi điện cho bên em để được tư vấn thêm nhé. Hai số điện thoại 093 858 6307 này và 0389 000 555 các bác nhé. Các bác hãy kết nối cho em theo hai số điện thoại đó để được tư vấn. Hiện tại thì các bác thấy em đang quay khu vực phần đầu của chiếc xe này. Đấy, khu vực phần đầu chiếc xe đây rất là hầm hố luôn, đúng không ạ? Cặp đèn pha rất là trong và lực sơn rất là bóng mượt. Mặt ga lăng của xe đây các bác có nhìn thấy này, mặt ga lăng của xe thì cái dòng này được ốp lốp nhìn rất là bóng, đúng không ạ? Nhìn rất là sáng xe. Em sẽ đóng cửa lại nhá để quay bên ngoài trước. Các bác vui lòng chờ trong giây lát thì em sẽ quay đến cái phần khác của chiếc xe. Đây các bác xem này. Đấy. Và trên chiếc xe này bên em cũng sẽ cam kết cho các bác là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước, không bị thủy kích. Đấy. Máy số ngon, giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ cho các bác mình mua về ra tên. Và ra tên thì bất cứ lúc nào luôn. Bất cứ lúc nào luôn các bác nhá. Để em nào quay sát quay gần để các bác ngắm về xe đây ạ. Đấy, thân vỏ led căng, keo chỉ còn nguyên zin. Thân vỏ led căng luôn này. Em quay những vị trí như này thì các bác có thể nhìn thấy về chất lượng của chiếc xe ra sao, đúng không ạ? Xe trang bị gương điện, cục gương nữa luôn. Đăng kiểm tháng 1 năm 2021. Cửa sổ trời nhá. Cửa sổ trời vẫn đang hoạt động bình thường.
vẫn đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đây, sơn xi của xe rất là lụt là bông vẩy luôn. Với tầm tiền chiếc xe này thì bên em còn rất là nhiều xe luôn. Bên em thì với cái mức tiền tầm trên dưới 200, trên dưới 300 triệu thì rất nhiều luôn các bác nhá. Các bác có thể là ghé qua cửa hàng bên em được xem về những mẫu xe hiện tại bên em đang bán. Các bác ở xa nếu mình chưa đến xem xe được thì hãy đăng ký theo dõi, ấn thông báo chuông để tiếp tục xem những mẫu video khác mà bên em đăng tải lên nhé. Rất là nhiều xe gửi tới cho các bác em mình. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng gửi tới các bác em mình vài mẫu để các bác em mình tham khảo nhé. Các bác đúng chân mẫu nào thì các bác hãy alo. Còn các bác ở xa nhé, các bác đặc biệt ở trong khu vực miền Trung, miền Nam mà đang thích mẫu xe nào của bên em thì các bác cứ xem hết video. Nếu thích rồi thì nếu các bác mình chốt thì chỉ cần alo bên em thôi. Bên em sẽ chuyển xe vào cho các bác, chuyển xe và chuyển hồ sơ, chuyển giấy tờ vào cho các bác nhé, để các bác mua về ra tên. Và cũng giới thiệu với các bác là bên em cũng đang có một số xe hiện tại đang để ở trong Bình Dương, có chục mẫu xe hiện tại đang có ở trong Dĩ An, Bình Dương nhé. Các bác ở trong Bình Dương, ở trong quanh khu vực miền Nam mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe bên em với tầm tiền trên dưới 100, trên dưới 200, trên dưới 300 thì các bác cứ alo nhé. Đang có chục mẫu xe hiện tại đang trong Bình Dương luôn các bác nhá. Các bác cứ alo để được biết thêm. Đây, form dáng sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng, đèn trước đèn sau rất là sáng phải không ạ? Đấy, la răng nhá. Đấy, la răng không xước sát gì luôn này, không xước sát gì luôn. Tất nhiên thì lốp của xe thì cũng không còn dày lắm, nhưng các bác mua về vẫn chạy được một thời gian nữa. Là những cái phần nẹp chân kính này. Đấy rồi rồi đây thì các bác thấy này, những cái nhựa này là nguyên bản hết nhá. Đấy, chỗ này là nhựa và xung quanh là những cái mép kính này, đấy, những mép gioăng, đây mép gioăng này, nguyên vẹn hết, các bác nhá. Đấy, chiếc xe đẹp đều, một chiếc xe đẹp khá là đều đấy ạ. Đặc biệt thì chiếc xe này có cái động cơ và hộp số rất là ngon, máy số rất là ngon nhá. Bên em cho kiểm tra kỹ rồi. Đấy, mới lấy về cho nên là các bác yên tâm về máy và số của cái chiếc xe Lacetti Sedic này của bên em. Ở những cái dòng này thì quan trọng nhất là máy số phải không ạ? Bắt đầu em quay vào bên trong nội thất rồi. Đấy, các bác cùng đón xem nhé. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhớ ấn theo dõi, nhớ nhấn thông báo chuông để cập nhật thêm những mẫu video mới nhất mà bên em đăng lên nhé. Đấy, các bác cùng xem này, em đang quay cái cánh đằng trên của bên phụ đây. Đấy, keo chỉ thì vẫn còn đúng không ạ? Tắp đi tắp nô xe, nội thất của nó rất là tươi. Đây, nội thất này, những cái gai nổi lên rất là cao nhá, và nó còn không bị xước sát gì đúng không ạ? Em đứng ở vị trí này thì nó hơi phản ánh sáng một chút. Đây, nội thất bên trong của xe đây nhá, những cái móc khóa này rất là sáng luôn này. Đây, các bác xem này. Đấy, những móc khóa rất là sáng nhá. Bây giờ thì em sẽ di chuyển sâu bên trong để các bác xem về một số cái bộ phận như là ghế này, như phần là tắp lô, tắp ly, rồi phanh tay, hộp đồ, cần số. Số của xe thì các bác yên tâm nhá, số nhảy rất là ngọt ngào. Đây là tắp lô này. Đấy, chiếc xe thì cũng được lắp thêm một cái nỉ phủ ở trên. Đấy, nhìn chiếc xe nó sẽ đẹp hơn nhiều đúng không ạ? Và sẽ bảo vệ cái phần tắp lô nó chống nóng này, rồi chống bạc màu ở cái phần tắp lô này. Chìa khóa thông minh các bác nhá, để lỗ thông minh start top đây. Đấy, nút ấn để khóa thông minh start top đây nhá. À, phần đồng hồ thiết kế ra các bác nhìn này, rất đẹp mắt luôn. Chân nỉ nhá, quay rất là kỹ đúng không ạ? Các bác cần thêm thông tin gì mình hãy vào kết nối Zalo cho bên em nhé. Hoặc các bác hãy kết bạn Facebook cá nhân, Facebook cá nhân của em là Trăm Ô Tô Hải Dương, để được tư vấn nhé. Các bác vào ấn vào phần tìm kiếm, ấn Trăm Ô Tô Hải Dương là sẽ ra. Và các bác nếu mình
xem ở trên fanpage thì các bác hãy nhấn là Mr. Trump ô tô cũ thành phố Hải Dương là sẽ ra trang fanpage của bên em nhé. Đây cái đồ nhựa nó đây. Cái vị trí này thì lúc nãy bên em cho lau cho rửa cho này cho nó chưa khô này. Ở những cái gioăng cửa xe thì các bác thì thấy đây, rất là đẹp đúng không ạ? Gioăng cửa xe là không bị sứt, không bị rách. Bất cứ cái gioăng nào luôn. Em di chuyển lại về cái khu vực này để các bác ngắm nhá. Sàn bọc da. Đây, vị trí ghế. Vị trí ghế da đây nhá. Và đây các bác có thể là mình nhìn xuyên trong cốp phần sau được nhá. Có thể xuyên vào cốp phần sau được. Bây giờ em xem cả cốp ra luôn đây. Cốp rất là rộng nhá. Và lý của xe thì vẫn rất là sạch. Lý cốp sau vẫn còn rất là sạch. Rất sạch sẽ luôn. Đây các bác ngắm này. Đấy. Đồ đoàn kích lốp đầy đủ nhá. Bây giờ thì tiếp tục em quay sang cái khu vực cánh đằng bên lái này, đây phần mép cửa này, đây, phần táp ly cánh cửa đây. Các bác ngắm chi tiết về những phần nội thất của xe nhé. Đây em quay xa quay gần, quay đủ mọi vị trí để các bác ngắm về xe luôn nhé. Đấy. Và các bác đến xem xe tại cửa hàng bên em. Đấy. Có địa chỉ ở tại phố Nguyễn Thờ Trung gần bến xe Hải Tân và gần Cầu Cất của thành phố Hải Dương nhé. Đấy, hôm nay rất là nhiều khách đến xem xe luôn, cũng chốt được mấy chiếc đèn rồi. Ngày hôm nay cũng bán được vài chiếc và cũng đang đi nhập thường xuyên nhé. Các bác có nhu cầu mình đổi xe hoặc là bán xe hoặc là mua xe, các bác cứ liên hệ trực tiếp, gọi điện trực tiếp. Bên em luôn luôn phục vụ các bác nhà mình nhiệt tình, trừ cái lúc bận thôi, trừ cái lúc bận thôi các bác nhé. Tất nhiên thì ai cũng có thể là có lúc bận đúng không ạ? Hiện tại thì bên em có mấy chị em hiện tại luôn tung túc trực điện thoại. Nếu các bác nhà mình mà chưa gọi được ngay thì mình kết nối Zalo để được nhắn tin nhé. Và nếu chưa nhắn tin được ngay thì các bác cứ gọi nhiều vào cho em là kiểu gì nó cũng sẽ được các bác nhá, các bác cứ gọi nhiều vào. Đây vô lăng này, phần nội thất bên trong của chiếc xe thiết kế ra nhìn như là những cái mẫu xe nhiều tiền, như cái mẫu xe đời cao vậy đúng không ạ? Về lộ ngoại thất của xe em đã quay xong rồi, bây giờ thì quay các bác xem những cái phần khác nhá, phần máy và phần gầm. Đây, móc khóa này rất là sáng luôn này, tem lock rất đầy đủ luôn. Bây giờ là phần gầm và phần máy nhá. Đây gầm đây ạ, gầm sàn không mục mọt gì, các bác nhìn thấy đây rồi. Đây máy đây, động cơ khoang máy của xe đây nhá. Thiết kế với một động cơ 1.6 bác nhá, phun xăng điện tử. Đây da máy của xe rất là sáng, máy khô ráo sạch sẽ nhá. Máy thì em vẫn để bẩn, máy thì em vẫn để mộc bẩn, bẩn mộc nguyên bản. Sạch sẽ là xe không có dầu mỡ gì, cho nên là máy rất là sạch sẽ, nó chỉ bụi bẩn thôi. Ở đây bụi bẩn thì không xe nào tránh được đúng không ạ? Cửa của dòng này đóng rất là chắc chắn rồi. Đây gầm tiếp theo đây ạ, gầm tiếp theo đây nhá, các bác xem này. Đây cô lốp này. Vừa rồi thì cũng có một vài cái đốm đúng không ạ? Một vài cái đốm hơi han một chút. Nói chung là cái đấy thì cũng không ảnh hưởng gì. Đây đốm han này. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Đơn giản thôi. Đúng không ạ? Xe cũ đốm han là chuyện bình thường. Và ok nhá, thì video về chiếc xe này em đã quay xong rồi. Các bác nhà mình quan tâm hãy alo trực tiếp cho em và đến địa chỉ cửa hàng để được trực tiếp cảm nhận.
rất nhiều xe để các bác nhà mình đến xem và tham khảo. Về tình trạng của xe thì các em cũng tả và cũng đã quay chi tiết hình thức nội ngoại thất rồi. Các bác mình hãy nhanh tay và chốt sớm mẫu xe này nhá. Vâng, ok. Và các bác hãy alo để có một cái giá tốt nhất nhá. Em nhấn mạnh một chút là các bác cứ alo để làm sao có một cái giá tốt nhất. Và các bác hãy đến xem xe trực tiếp để bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy, khi sờ xe các bác nhá. Vâng, ok, em cảm ơn ạ.